Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Hà Nội, tác giả Thanh Tùng. Hà Nội ơi, tôi đã cất giữ người cẩn thận, như dưới làn da kia dẫu đã héo nhàu, máu vẫn âm thầm chảy. Hà Nội ơi, nguồn mơ mộng dày như cỏ mùa xuân, mỗi khi tôi thấy mình sơ xác, tôi lại về đánh cắp, dẫu một chút bóng đêm trên đường phố không thôi, dẫu một mảnh lá vàng còn ướt nước hồ Gươm, tôi rung lên mỗi khi chạm vào bóng cửa ô, như được chạm vào vai gầy áo mẹ. Tôi bé nhỏ và tôi vẫn thế, trái tim luôn xao động, như bên trong vẫn đầy ắp sóng Hồ Tây. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng kịp nhận ra từng con phố, nhưng trong tôi vững bền đến thế, những chiếc lá nhìn tôi vẫn mắt tuổi học trò, những vòm cổ nghiêng xuống tôi hơi ấm, thì thầm lời của rêu phong sâu đến nỗi bàng hoàng lạc tới ngàn năm. Những chiều thu hăm hở tôi đi, hồn đánh võng với hơi răng thấp thoáng, từ gốc cây già đến mặt hồ xưa, từ ngàn xưa đến tận hôm nay, quán ngập lá và mắt em đen thế, rượu không say chỉ đủ để buồn. Tôi vẫn về Hà Nội của tôi sau những ngày dài khô khốc, để thẫn thờ uống từng vết nắng mưa, chạy mệt nhoài trên những quảng trường sạp gió. Mỗi lần ra đi nặng nề như có chừa, và vội vàng của một kẻ lam, vì bất cứ vòm cây nào trên những đại lộ cũng có thể đòi tôi trả lại màu xanh. Xác xơ tôi vội vã trở về,
lấy cho mình. Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ, tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô. Nhưng ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã.